Xin chào các bác, rất vui được gặp lại các bác trên kênh youtube của Đồng Hồ Quang Lâm Và ngày hôm nay bên em sẽ tiếp tục trên tay với các bác một mẫu đồng hồ của thị trường Nhật nổi địa Hôm nay thì em có về được một chiếc uh, Seiko Chiếc này là một chiếc uh, Seiko Prospect SBDB039 là mã của chiếc này Và đây nó là một phiên bản uh, giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới Chiếc này của chúng ta về kèm sẽ có mắt thừa và đồng hồ các bác nhé Kèm với đó là hộp bảo quản Còn uh, các cái giấy tờ thì nó đã bị thất lạc mất vâng rồi còn mấy đồng hồ và hộp thôi. Một chiếc đồng hồ khá đẹp của Seiko. Chiếc này với giá bán lẻ đề xuất khoảng tầm gần 150 triệu cho một chiếc hàng mới. Thì đây là em săn được một chiếc hàng đã dùng lướt rồi. Tình trạng thì còn rất đẹp các bạn nhé. Sơ qua về tình trạng của chiếc này thì các bạn có thể thấy được là kính của nó là kính sapphire thì chưa thể có xước sát gì cả. Đó, viên viên cũng vậy và khung vỏ thì được làm bằng titanium có một vài cái sợi xước lông mèo nhẹ ở trên cái bộ khung vỏ này đó titanium thì vỏ nó sẽ hơi màu xám xỉn xịn một chút các bạn nhé và rất là nhẹ chiếc này thì với trọng lượng là 162 g tình trạng em đánh giá còn khoảng tầm 92 đến 94 về ngoại hình của chiếc này Xe mặt đường kính ở đây chúng ta có trên chiếc này là size khoảng 44,5mm và nó dày khoảng tầm 15,7mm. Kèm với đó là lắc tu lắc ở đây khoảng 50,6mm. Hợp với các bác mà có cổ tay tầm khoảng từ 16.5 trở lên, các bác đeo chiếc này nó mới đẹp được. Ở mặt đeo trên chiếc này thì các bác sẽ có một màu xanh lục và chiếc này nó vân trên mặt hồ nó mô phỏng theo một khu rừng của dưới đế hồ Skanet và ở Antarctica Nam Cực đó đây là cái thảm thực vật ở dưới đáy hồ khi mà người ta có thể à, chụp lại được và mặt đầu của trên này nó mô phỏng theo cái thảm thực vật dưới đáy hồ này chúng ta sẽ có 12 bộ cọc số được đính nổi và bộ kim của chúng ta là bộ kim hình lưỡi kiếm đầu kim dây cũng sẽ có một chút dạng quang các bác nhé dạng quang nó sẽ có trên thân kim giờ kim phút và thân của 12 bộ cọc số chấm lùm ở trên góc 12 giờ trên vành benzen thì cũng có dạ quang luôn. Đó. Chiếc này thì dạ quang thì các bác thoải mái để các bác sử dụng rất sáng. Thoải mái để các bác dùng. Ở trên góc 12 giờ các bác sẽ có logo của Seiko được sơn lên cái mặt đầu này. Và 3 giờ nó sẽ là lịch ngày. Với nền trắng chữ đen. Biểu tượng chữ X có dòng prospex và Spring Drive Professional 300m dòng chuyên dụng cho đi lặn đây các bạn Đó. và các bác sẽ có được một cái ô sắp đây power reserve kim chỉ báo năng lượng bên góc 8 giờ giờ thì có tối đa là 72 tiếng dưới này là Japan kèm tên bộ máy là 5R6 5R65 các bác nhé một bộ máy spring drive kính sapphire phù chống lóa và các bác sẽ có được một chiếc vành bezel xoay được một chiều để tính giờ lặn và được làm hoàn toàn bằng titanium đó trên vạch bên thì có sơn màu xanh và chia các cái vạch cọc số từ 10 đến 50 vạch 60 nó là một vạch hình thang và có chấm lùm ở giữa bên hông các bác sẽ có một núm chỉnh giờ có khía cạnh và không có logo và được làm rất to bản để khi các bác mặc đồ lặn các bác có thể xoáy cái núm này ở mặt sau thì các bác sẽ có các cái tốc số cơ bản trên chiếc này dòng này là dòng diver watch chống nước 300m và bản nhật nội địa made in Japan. Tiếp theo đó các bác sẽ có khung vỏ được làm hoàn toàn bằng titanium đúc đặc và nguyên khối. Sử dụng uh, máy 5R65 và bản limited edition. Giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới. Chiếc này của em là chiếc thứ 69 trên 500. Đó. Với uh, caliber 5R65 thì các bác ở đây sẽ có được 30 chân kính và 72 giờ tích cót tối đa bộ kim spring dry thì các bác có thể thấy nó nó trôi rất mượt mà trên cái mặt đầu này gần như không có một cái gợn nào cả và không vỏ thì được làm bằng titanium đúc đặc các bác nhé nào trên này khóa thì các bác có thể chỉnh ra vào một cách linh động được và trong hộp thì còn mắt thừa nguyên còn đủ luôn Em sẽ lên thử trên tay 17 cho các bác chiếc này Dành cho các bác mà yêu thích thể thao và có cổ tay to Đeo trên chiếc đồng hồ hầm hố thì các bác có thể đeo chiếc này sẽ rất đẹp Như cổ tay em đây là là cổ tay 17 các bác nhé Đeo vào thì nó sẽ vừa luôn Và các bác phải có cổ tay tối thiểu tầm từ 16.5 trở lên thì các bác chơi chiếc này nó mới đẹp được Titanium với trọng lượng uh, niêm yết của chiếc này là 162g khi nó còn đầy đủ mắt đó, và các bác dùng thì nó sẽ rơi vào đầu đích khoảng tầm 150 g thì cũng khá nhẹ trên cổ tay so với một chiếc đồng hồ thể thao. Nhẹ hơn 30% so với thép không dị Đó. Một chiếc rất đẹp của Seiko. Chiếc này hiện tại đồng hồ qua Lâm về đến tay các bác là giá 96 triệu và mã là 4B822, giá 96 triệu. Các bạn nào mà đang quan tâm và yêu thích mẫu đồng hồ này thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website đồng hồ Quang com để đặt hàng. Với mã của chiếc này là 4822, giá là 96 triệu. Hoặc là các bạn có thể alo trực tiếp cho bên em theo các cái đầu số là 1900, này, 3468, hoặc là số 0915, 559, 883, hoặc số 0834, 69, 6699. Và đồng hồ Quang Lâm xin được chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.